Happy Tuesday mọi người xin chào mọi người quay trở lại kênh của Thành Lê USA nha Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thời sự cuộc chiến bên Ukraine bữa nay bước qua ngày thứ 141 rồi Và hôm nay có những thông tin rất đáng lên án mấy ngấu Nga luôn Với mà cô chú anh chị mà mọi người xem tin tức thật sự đó mọi người cũng thấy mấy ngấu Nga bữa nay nó làm gì Nó làm một cái hành động tấn công khủng bố vào người dân Ukraine Cái này á Đây bây giờ mình cho mọi người coi à, Cái này á, là mình chích ra cái hình mà ngờ... Uh, cái cuộc tấn công thôi bữa nay nè vào ngày 14 tháng 7 năm 2022 đây á ở bên uh, cái thành phố nó gọi là uh, Vinnytsia Vinicia Vinicia này nó nằm ở miền trung nước Ukraine đây nè nó nằm ở cỡ về nè nó nằm uh, khoảng ở đây nè ở cái đầu cái giết mình nè thì có nga hôm nay á, nó làm gì ha nó bắn năm cái tên lửa nó hành trình vô trong cái thành phố này không um, mặc dù lực lượng của Ukraine đã đánh chặn được hai cái tên lửa nhưng mà vẫn còn ba cái tên lửa hành trình vượt qua nó giờ ba tên lửa hành trình đó, nó trúng đầu nó trúng mọi người nhìn ngang nhìn dọc cái tòa nhà đi cái tòa nhà này nó là một cái tòa nhà dân sự bình thường là một cái chung cư mọi người thấy cái kiến trúc của nó nhìn nhìn, nhìn dáng bề ngoài bề trong gì của nó cũng là một cái nơi người ta ở không có đánh giặc gì ở đây hết đó trước tiên đó là cái hành động khủng bố đúng không mọi người nghĩ xem nghe mà nghe nó đâu phải là tấn công lần đầu kiểu khủng bố nghe làm gì trong vòng mấy tháng qua luôn trong vòng từ đầu cuộc chiến tới giờ luôn À, tấn công khu dân cư tấn công trường học tấn công bệnh viện ha? thậm chí tấn công sân đá banh nữa mọi người nghĩ xem là một fan bóng đá mà mấy gấu nga nó tấn công sân đá banh thì mọi người có nổi máu lên hay không sân đá banh tức chỉ toàn là cỏ không có liên quan gì tới cuộc chiến mà mấy gấu nga nó cũng tấn công nên là mọi người thấy cái đầu của nó là coi như là phải đập tụi nga là cho tụi nó gọi là dở mặt cái gấu mới được ok Trước <laughs> tiên á mọi người nghĩ xem cái này đó, nó thể hiện tụi nga nó là khủng bố đúng không tại mọi người nghĩ xem cái hành động khủng bố là gì là nó tấn công mà gọi là dân cư một cách đầy bất ngờ nó làm cho cuộc sống người dân trở nên bất ổn và không có được yên bình đúng không thì đó định nghĩa của tôi cũng để nó đạt được mục đích chính trị của nó đó là cái hành động khủng bố cái định nghĩa khủng bố nó là vậy đó mọi người nếu mà cô chú anh chị mà google lên là nó ra cái định nghĩa khủng bố là gì đó ấy nè nghe mọi người tham trước tiên cái đó là định nghĩa của nga đúng không cái thứ hai nó nó thể hiện sự cùi bắp của mấy con Nga Giờ mình xin lặp lại Mấy con Nga nó càng đánh lâu chừng nào thì nó càng thể hiện là gì nó yếu Đó là cặp giấy Nó là đông ông bệnh phu và thứ tư nó là gì nó cùi bắp Cùi bắp Đi bây giờ mình sẽ chứng minh cho mọi người thấy nó cùi bắp như thế nào Cái này là coi như là truyền thông và thông tin thật sự những gì đang diễn ra trên cuộc, cuộc chiến đàng ngoài chứ không phải mình bịa đặt ra gì đây hết cái okay? Quay trở lại cái bản đồ tủ của mình Cái bản đồ này trước tiên mình in ra cái đây mấy tháng rồi Nhưng mà không sao cái tiền tiến nó y chang như bây giờ nè Mọi và Nga nó chiếm cái vùng màu đỏ này cái mấy tháng qua rồi giờ nó không có tiến được đi đâu hết không? Dĩ nhiên là các truyền thông thân Nga nói chung đồ này kia Các fan hâm mộ của Nga là, người ta sẽ nói là trời Nga chỉ muốn chiếm nhiều đây thôi Chứ Nga đâu muốn chiếm gì nữa đâu Nga muốn chiếm gì thôi Nga chỉ muốn giải phóng vùng Đông bass thôi Mắc cười quá <cười> Tốt quá, Nga tốt dễ sợ luôn á Nga coi như là Nga nó chỉ muốn nhiêu đây thôi <laughs> Mọi nghĩ xem Nga nó có muốn nhiêu đây không Dường như là không Tại vì cái điều đầu tiên là gì Mấy con Nga nó rất là tham lam Ai mà không biết tụi Nga nó tham lam Nó muốn nhiêu, nó muốn nhiều thêm nữa cũng đâu có được Cái đó nó thẳng, mọi nghĩ xem Nga nó muốn chiếm cái vùng này đúng không Nó muốn chiếm phòng màu đỏ này Nhưng mà diễn nhiên bây giờ cuộc chiến là gì Ngày thứ 141 mà tại sao cuộc chiến phải kéo dài tới 141 giờ thậm chí là kéo dài thêm 14 tháng nữa công chừng đó Hay thậm chí là 14 năm nữa công chừng đó Tại sao? Tại Ukraine người ta tuyên bố rồi Anh uh, uh, Tổng thống Ukraine người ta tuyên bố là không nhường cho tụi Nga một tất đất Tức là tụi Nga bây giờ nó chỉ có hai sự lựa chọn thôi Một Là nó phải thắng Mà thắng như thế nào? nó Tức là nó phải đánh bại quân đội của Ukraine nó phải lật đổ được chính quyền của Ukraine để nó biến Ukraine thành con gói của nó thì cái đó nó sẽ chiếm được những phần đất của Ukraine mà nó muốn chính xác là nó có thể chiếm nguyên cái Ukraine luôn à cái đó là cái điều thứ nhất còn cái điều thứ hai còn lại là gì là tức là cái điều mà cũng nghe nó đang làm bây giờ tức là nó đang cố thủ ở cái vùng mà nó chiếm được để mà chờ Ukraine đánh vô đúng không tại vì Ukraine á hiện giờ như mọi người đã biết ở dưới miền Nam này nè khu vực miền Nam này thì anh đẹp trai Zelensky hôm qua hôm kia đó order lộn đã ra lệnh <laughs> ok đã ra lệnh cái uh, lực lượng của ukraine là phải đánh vô đây để mà giải phóng khu vực này đó no. anh ra dĩ nhiên cái chuyện mà ukraine sẽ đánh vô khu vực này sau đó đánh vô khu vực này là chuyện mà vấn đề thời gian thôi tại vì rõ ràng là gì ukraine trước tiên là gì ukraine không có hề có ý định nào mà đàm phán uh, hòa bình hay là cắt đất gì với mấy gấu nga này hết đó bây giờ là chơi tới luôn ok bây giờ là chơi tới luôn thành ra gấu nga nó chỉ có một đường để nó binh thôi đó là nó phải cố thủ ở đây nhưng mà mọi người xem nó cố thủ được bao lâu đã gọi là cố thủ tức là cố thủ được bao lâu chờ bị đánh mọi người tưởng tượng mà chờ bị đánh thì, thì có thể chịu đựng được bao nhiêu đó thôi chứ cỡ nào đúng không và cái sự cùi bắp của mấy con nga nó nằm ở đây nè một cái quân đội bự chờ bá ở trên thế giới một triệu mấy quân trên giấy nha mình xin lập lại trên giấy trên giấy À, coi như là mười mấy ngàn chiếc xe tăng hai mấy ngàn chiếc xe tăng xe thiết giáp năm ngàn chiếc máy bay chịu mấy quân mà đánh thua một cái quân đội quân đội ukraine á, trước cuộc chiến á nha chỉ dọn vẹn có coi, coi như là một trăm mấy chục ngàn quân thôi và ngân sách quốc phòng á là một năm cỡ một tỷ rưỡi đô la nguyên cái ngân, ngân sách quốc phòng của nguyên cái nước ukraine một năm một tỷ rưỡi đô la ok và ukraine á cái nguyên cái không quân của Ukraine luôn chỉ có dọn dạng đó nha chừng 25 chiếc máy bay chiến đấu thôi nó có cái không quân của Ukraine trước cuộc chiến là có cỡ hai trăm hai mấy chiếc nhưng mà cái đó là uh, máy bay vận uh, uh, tải nè máy bay huấn luyện nè máy bay tuần cha máy bay bỏ bơm đồ nói chung là máy bay mà trực máy bay mà coi như là không chiến uh, tìm kích á chỉ dọn dạng cả 25 chiếc thôi nhưng mà cái quan trọng là gì sau 141 ngày chiến đấu Thì mấy con Nga nó quá, quá gọi gàng là gì nó đang thể hiện là nó không còn khả năng để, Trước tiên là Nga nó không có khả năng gì để mà nguy hiếp Tới nước Ukraine đó Nó cũng không có khả năng gì để mà nguy hiếp cái chế độ mà gọi tự do dân chủ của Ukraine đó Tại vì nó đâu có đánh được vô đây đâu nữa đánh Mặc dù Nga nó bày đặt hôm qua, hôm qua hôm kia Putin mà đặt sao xảo gì nè là coi như là Ukraine tốt nhất là phải coi như liệu hồn mà đồng ý đàm phán với Nga nghe chưa tại vì Nga chỉ mới bắt đầu thôi Nga chỉ mới bắt đầu thôi cái dĩ nhiên á kể là ngày hôm qua mọi người cũng thấy hôm qua hôm chính xác là hôm qua với bữa nay ngày hôm qua á, là Ukraine đó đã tiêu diệt được coi như là 20 cái kho đạn khắp cái vùng mà mà gấu Nga kiểm soát đúng không mình đã đưa tin cho ngày hôm kia chứ hôm kia chứ không phải hôm qua hôm sorry hôm kia xong rồi, ngày hôm qua cái ngày mà mình không có làm video á thì Ukraine cũng đã tiêu diệt thêm mấy kho đạn nữa tức là trong vòng 48 giờ qua Ukraine đã tiêu diệt được cả 25 26 cái kho đạn mà của gấu Nga nó đóng ở trên khắp cái khu vực mạnh kiểm soát này nè Trước tiên là gì mọi người biết cái kho đạn nó rất là lớn và nó rất quan trọng tại vì sao đây đến bây giờ mình cho mọi người thấy cái bản đồ này cái bản đồ này á là nó hơi cũ một chút tại vì mình in ra vào ngày 12 bữa nay ngày 14 rồi và bữa nay cũng có bản đồ mới nó cũng na ná vậy nữa thành ra mình không in nhưng tại vì cái idea nó nằm đây nè mọi người thấy không vào ngày 8 tháng 7 tức là cách đây có tuần lễ gì trước đi là gấu nga nè mọi người thấy nó pháo kích dữ không mỗi một cái đốm đỏ là mỗi một cái khu vực mà nó bị gấu nga nó pháo kích mọi người thấy nó dày đặc hết bên đây không nhưng mà qua tới cái ngày 12 tức là cái ngày mà gấu nga nó bị tiêu diệt hai chục cái kho đạn nữa là coi như lập tức cái khu vực mà gấu uh, cũng là cái khu vực này nè nhưng mà gấu nghe nó okay. mọi người thấy trống chảy nhưng không còn những đốm đỏ nhiều nữa tại sao tại vì gấu nghe đó đâu có đạn đâu mà nó bắn okay. mọi người tưởng tượng hai chục cái kho đạn là nó chứa biết bao nhiêu là chục ngàn mình xin lập lại là hàng chục ngàn cái viên đạn loại mà 155 ly cho pháo binh hàng chục ngàn viên trong đó rồi đầu đạn tên lửa có mấy cái loại mà tên lửa mà bắn ào ào cái loại mà quét của nga đó cái loại của liên xô mà mọi người nghĩ xem nó nó dài giống như cái tên lửa xong nhét vô bắn chiều gì vô mặc dù không bao giờ trúng đâu hết á mà hai chục kho như vậy rồi hôm qua thêm mấy kho nữa tổng cộng 25 kho thì mọi người nghĩ xem nghe nó còn đạn đâu nữa mà nó bắn dĩ nhiên nó còn dứt giác đi chút xính, xíu nè mọi người thấy như còn những đốm đỏ à nhưng mà nếu mà so qua dưới mấy ngày trước này, trời, ơi, đúng là một trời một vực luôn, một trời một vực luôn á. Nếu mà thành ra mọi người nghĩ xem, trước đây, cái đó là gì nó thể hiện mấy ngẫu nga nó cồi bắp về chứ còn gì nữa, mọi người nghĩ xem, đánh á thì đánh không thắng được, muốn nhỏ muốn lật đổ Chính quyền Zelensky cũng lật không được luôn, đó, mà muốn đánh cho dứt khoát để mà có thể chiếm cái vùng nào của Ukraine cái vùng này hay vùng nào của Ukraine mà nó muốn nó cũng không làm được luôn. Và cái cuộc chiến này bữa nay bước qua ngày thứ 141 rồi rồi dĩ nhiên bây giờ thậm chí Putin tình như mọi người cũng thừa biết rồi Putin tình cũng hết biết là khi nào cuộc chiến kết thúc tay đánh không thắng là và Zelensky tức là cái anh đẹp trai này nè đâu rồi và bây giờ là anh Zelensky anh nóng rồi ok anh nóng mọi người nhìn xem cái khuôn mặt này thôi cái khuôn mặt này có dễ giận dữ và khá bực bội với Putin tình rồi đó bây giờ chơi tới với Putin tình luôn nè bây giờ là anh Zelensky tuyên bố là gì? trước tiên là nga, Ukraine không chỉ là đồng ý đàm phán với nga, tức là bây giờ bỗng tình nó coi như là vô tình quăng lựu đạn hay nổ cơ nào không cần biết. Bây giờ nga nó có giỏi là gì? nó phải đánh cho thắng để mà nó chiếm được cái phần mà nó muốn. Nếu không á là nó coi như nó chỉ chờ Ukraine đánh vô thôi. Ok tại vì nó hết khả năng đánh ra rồi thì chỉ nó chờ Ukraine đánh vô thôi. Cái quan trọng nữa là thể sự cố gốc của nga là mọi người biết gì không? Đó là nga nó hâm dọ đủ thứ hết chính xác là nó hâm dọ tiếp bữa nay nó hâm dọ tiếp hôm qua hôm kia vậy nó hâm dọ mỹ không có được viện trợ vũ khí cho ukraine nữa nha rồi xong tưởng gì mỹ viện trợ vũ khí tiếp nó hâm anh không được viện trợ vũ khí cho ukraine tự nhiên anh viện trợ Nói chung là hâm nga nó hâm viện châu ha nó hâm nato ha nó hâm mỹ ha rồi nó hâm ukraine rồi ukraine nó diễn nhiên mỹ với châu viện trợ cho ukraine ngày càng nhiều đúng không cái đó là bẻ mặt bưu Putin nè, cái đó là cái thứ nhất. Nó hâm Ukraine phải không? Mọi người sẽ cái kiểu nói chuyện nội độc tự đời thôi, Ukraine sẽ không nhường cho Nga một cái phần đất nào hết. Thì quá gọi gàng trước tiên cái này cái là câu nói gọi là chửi vào mặt Putin chứ còn gì nữa. Ý anh Zelensky là kêu Putin, có giỏi đánh đi, đánh thắng đi rồi được đất. Mà <laughs> đánh không thắng là sao được đất được chú không? <laughs> không? Cái đó cái điều thứ nhất và cái điều này còn quan trọng hơn nữa đó là gì đó là nè à, đâu rồi đó là để mà coi như là đánh bại đây là cho mình cho mọi người coi cái này quan trọng cái này cũng cái hình mà mình in cũng thời gian trước rồi nhưng mà không sao tại vì cái thông tin cái quan trọng là cái nội dung thông tin nó cũng na ná thôi tức là gì tức là hai mươi mấy cái kho đạn có gốc nghe mà mọi người thấy đậy trên tin tức truyền thanh truyền hình à, nói chung đầy đủ các phương tiện á nó bị phá hủy và người ta thì người ta đưa tin á, là gì nó phá hủy bằng hệ thống hai mos nè mọi người thấy hai mos không tức là hệ thống của mỹ kể chuyện đó mọi người đã biết đầy hết rồi đúng không và dĩ nhiên á và coi như là gấu nga hiện giờ nó không có còn nhiều đạn dược để mà nó gọi nó pháo kích nữa đúng không lâu lâu nó chỉ uh, gọi là nó bắn tên lửa mà gọi uh, cái gì nè nó bắn tên lửa hành trình vào coi như một số khu dân cư để mà nó khủng bố người dân thôi mọi người nghĩ xem hai nước đang chiến tranh mà mỗi ngày do nga nó bắn dài cái tên lửa vào khu vực dân cư trước tiên nó không có phá hủy được khu vực quân sự nó cũng chả có trúng mục tiêu quân sự mà nó chỉ làm cho người dân du Ukraine, Ukraine càng ngày càng ghét nó thêm thôi Trước tiên đó là nó là bị thất bại về mặt chiến thuật rồi Đúng không? Mấy con Nga thất bại về mặt chiến thuật rồi Thứ hai nữa là coi như là được càng thể hiện là nó không có cửa nó thắng được tại vì mọi người xem bắn nghệ và cái tên lửa mà chúng đâu đâu không sao thắng mọi người xem cái đòi chuyện không khó rồi đúng không còn ukraine mọi người thấy không cái này không phải lăn xe ukraine gì nhưng mà gì ukraine bắn coi như là mới từ ngày 12 tới bữa nay là coi như có hai ba ngày chứ gì? coi như là đã phá hủy được hai mươi mấy kho đạn và coi như có mấy kho chỉ huy nữa À, ừ giờ trong đó là coi như có tiêu diệt được thấy mấy tướng tá của gấu nga nữa chỉ trong vòng có mấy ngày qua thôi à, giờ mọi người thấy cái sự hiệu quả hết của việc tấn công không gấu nga nó có bao nhiêu súng bao nhiêu đạn bao nhiêu cái tên lửa không cần biết mà nó không có vũ khí hậu cần nó không có nhận được đạn dược đầy đủ thì nó lấy gì nó bắn mà nghĩ xem nó lấy gì nó bắn cho nó có cho nó có hàng ngàn khẩu pháo binh luôn á nó lấy gì nó bắn nếu mà như vậy mà cũng chưa đủ nó có này có một bí ẩn nữa mà mình chưa có cho mọi người biết <laughs> tại vì mình mới biết thành ra mình chưa thể nào cập nhật cho mọi người biết được hết à, đó là Ukraine chỉ có dọn dẹn 8 cái hệ thống này thôi tính tới bữa nay trong tính tới lúc mọi người xem được cái video này Ukraine có được 8 cái hệ thống tám <laughs> cái hệ thống ừ. Uhm. dưới thêm cỡ 12 cái hệ thống mà gì nè à uh, em 270 đó, tức là nó cũng na ná, ná vậy nè, đây mình cũng có soạn thảo cho mọi người xem nè. Đây. Nè, cái hệ thống mà gọi là gì nè, bên đây là cái hai mos nè ha. Hai mos thì có thể bắn 6 cái tên lửa ở 6 mục tiêu khác nhau, 6 tên lửa dẫn đường 6 mục tiêu khác nhau trong cái tầm bắn 80 cây số. Cái loại mà Mỹ dùng á. Mỹ với NATO dùng mà là có thể bắn tối đa lên tới 300 cây số nhưng mà cái loại đó thì không có được gì, không có viện trợ cho Ukraine. Mỹ chỉ cho Ukraine có tầm bắn 80 cây số thôi. Ừ, nhưng mà không sao. Trong bán kính 80 cây số là chơi tốt. Ừ. Và Dạ anh anh với uh, Na Uy với uh, gì là thị Điển thì cho Ukraine cái hệ thống này. Cái hệ thống này nó cứ là nó gọi là gì nè. Uh, Multiple Rocket Launcher uh, tức là cái hệ thống pháo phân lực mà loại m 270 à bên này anh chữ ra mờ cầm gì nhưng mà không sao quan trọng tấm hình nha cái loại em 270 này á tức là loại pháo MLS mà coi như pháo phân lực đa năng á nó có thể bắn một lần 12 cái tên lửa nhưng mà cái cái ưu điểm của nó là gì cái này là thế hệ cũ rồi nó bắn 12 cái tên lửa mà loại không có dẫn đường tức là nó bắn là chỉ trúng một cái khu vực thôi tanh ga trước đây dạ tầm bắn nó ngắn hơn nhiều so với cái này thành ra là gì về mặt chiến thật á nó không có lệ hệ bằng cái này Ha, à, cái máu chó mọi người thấy không mặc dù á cái bên cái loại mà gì nè hai mos này á nó chỉ có trang bị sáu cái tên lửa thôi nhưng mà gì nó là sáu cái tên lửa dẫn dẫn đường nó có thể bắn trúng sáu mục tiêu khác nhau trong phạm vi tám chục cây số tức là một cái dạng phóng này nó có thể bắn trúng sáu kho đạn sáu cơ sở chỉ huy sáu cái danh chạy nói chung là sáu mục tiêu khác nhau trong toàn phạm vi trong cái bán kính 80 chục cây số còn cái loại này nó có 12 cái tên lửa nhưng mà gì chỉ bắn được một mục tiêu thôi tại vì mấy tên lửa toàn là tên lửa bình thường thôi không có dẫn đường gì đây hết nó bắn một phát là nó rơi tới cái điểm mà nó sẽ đắp sẵn Gơi à. <laughs> theo quán tính nó vậy đó và cái quan trọng hơn nữa là con số cái hệ thống này khoan có được 12 cái à, còn cái hệ thống hai mos này có dọn diện 8 cái 8 cái hệ thống tức là từ đầu cuộc chiến tới giờ mỹ đã bàn giao cho ukraine được 8 cái hệ thống này và sau một thời gian huấn luyện đồ này kia bàn giao thì 8 cái hệ thống này nó mới bắt đầu được đưa vào sử dụng trong cỡ như là cỡ tháng này chứ vậy tại vì hồi đó giờ coi như là, là có mấy tháng trước đâu có nghe tới hệ thống hai nhưng mà tháng này là mọi người bắt đầu nghe tới hệ thống hai này đúng không thì trước tiên là gì? Nó nói lên cái tầm quan trọng mọi người thấy kinh điển không? Chỉ có 8 hệ thống thôi <laughs> Coi như là gỗ Nga đồ <laughs> cái bản đồ của mình rồi 8 hệ thống thôi mà mọi người thấy khác biệt to lớn không? <laughs> là có thể cầm chân được tôi Nga rồi đó Trước tiên cái đó là nó nói lên mấy gỗ Nga nó rất là cùi bóc luôn Tại vì một cái quân đội trà bá như vậy mà lại bị, bị quân đội Ukraine rất là nhỏ bé trang bị rất là ít đánh bại đánh bại đây theo cái định nghĩa là mọi người nghĩ xem nga nó làm gì cái này là có nhiều mà truyền thông thân nga họ có bài đặt họ, họ, gọi là họ chơi chữ nè chơi chữ mọi người hiểu không họ nói là trời gấu nga đâu muốn đánh gì đâu không muốn gì nữa không không trước tiên là nga nó muốn là gọi là gì? lật đổ chế độ uh, tự do dân chủ của ukraine đúng không nó muốn lật đổ uh, zelensky đúng không nó muốn coi như là muốn xóa sổ Ukraine nó muốn chiếm đất của Ukraine đúng không nó muốn biến Ukraine thành một nước nô tỳ uh, tay sai cho nó đúng không nó muốn coi như là chiếm cái nước kế bên Ukraine đâu rồi tức là cái nước màu đô và này nè đó, đô Moldova tức là cái nước kế bên này nè, thì mọi người nghĩ xem tất cả mục tiêu đó của gấu nga nó đều bị thất bại nó muốn nga nó còn muốn gì nó nó muốn phi quân sự quá nguyên cái nước ukraine đúng không nó muốn biến ukraine thành một nước mà không có quân sự để cho nó dễ bề mà kiểm soát ukraine dễ bề nắm đầu nắm cổ ukraine tại vì không quân sự lấy gì đánh nó nên không muốn, nó nó bởi vậy nó muốn là coi như nó muốn kiểu mà muốn ăn trên đầu trên cổ không đó chứ không phải tầm thường nó mấy con nga này mấy cái thằng mà gọi là uh, gấu này nè Đó không rồi gấu Nga nó muốn làm gì? Nó muốn liên uh, Ukraine phải công nhận là hai cái tỉnh ly khai là Luhansk và Donetsk để là, hai cái nước độc lập đúng không? Nó muốn là uh, Ukraine công nhận cái vùng Crimea là của nó đúng không? Vân vân. Thì tất cả những mục tiêu mà mình vừa nói cho mọi người nãy giờ đó là gấu Nga nó bị thất bại hoàn toàn đúng không? Tại vì sao? Nước Ukraine vẫn còn. Chính quyền Zelensky vẫn còn. Nước Ukraine tự do dân chủ vẫn còn. Nước Moldova vẫn còn. Ukraine không có hề công nhận gì ở đây mà chính xác nguyên cái thế giới này cũng không ai công nhận ngoại trừ là gì à, mấy con nghe mấy triều tiên với mấy Syria mà triều tiên Syria với gốc nghe là mọi người cũng biết rồi đó, là ba nước bị thế giới tẩy chay. Ok ba nước đó nó, nó vừa nghèo nó vừa độc tài mới vừa lạc hậu nữa. không à, và tụi nó chơi với nhau thì tụi nó ủng hộ nhau cũng chuyện bình thường thôi. Nhưng mà gì? của thế giới dân minh còn lại không ai công nhận hai tỉnh này hết ukraine lại càng không đó chính xác là chẳng những ukraine không công nhận mà còn như là còn tuyên bố đánh cho tới khi nào lấy lại luôn thì xét về cái tiêu chí đó mọi người nghĩ xem gấu nga nó đều bị thất bại hoàn toàn rồi chứ còn cái gì nó muốn không có còn cái lý giải nào khác hết đó nếu mà như vậy mà cũng chưa nữa đó <laughs> okay. rồi thì bây giờ đây cho mình quay về cái cái, cái 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 thông tin mới nhưng mà lại dùng cái tờ giấy cũ dùng tờ giấy cũ là sao trước tiên cái thông tin này là thông tin mới đây á quay về để mình xếp lại cho nó gọn lẹ coi okay. như mọi người đã biết nãy giờ mình chia sẻ là gì gấu nga nó chỉ có dọn dẹn là gì tám cái hệ thống này thôi đúng không tám cái hệ thống này thôi ở lộn ukraine chứ i'm sorry ukraine không phải gấu nga gấu nga nó mơ ai mà cho nó ba nó mua cũng không thể bán nữa không à, coi như là ukraine chỉ có 8 hệ thống này thôi mà đã làm mưa coi như là làm mưa làm gió có thể ngăn chặn được cái tham vọng của mấy gấu nga đúng không nhưng mà sắp tới đây ukraine sẽ nhận được thêm bốn hệ thống này nữa đó bốn hệ thống này thì nó nằm trong cái lô mà gọi là 400 triệu mà mỹ cho ukraine là từng rồi nè đó là cái nguyên nhân vì sao mà mình dùng cái bản tin mình đến từng rồi từng rồi có nghĩa là vào ngày 8 tháng 7 tức là cách đây có một tuần thì Mỹ công bố là cho Ukraine thêm cái gói 400 triệu đô trong đó có bao gồm thêm bốn hệ thống hai uh, 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 Mos này mọi người thấy không? Thì dĩ nhiên theo cái lộ trình cái lịch trình đó, thì chắc chắn là gì? Từng này hoặc là từng sau là bốn cái hệ thống đó bốn cái hệ thống hai Mos này nó sẽ vào tới lãnh thổ Ukraine để mà nó đưa ra tiền tiến thấy không? Tại nhiên cái đó là mình chưa kể, cái đó chưa kể là tuần này hoặc là tuần tới đây chắc chắn là gì theo cái thông lệ là chính phủ Mỹ sẽ cho Ukraine thêm mấy trăm triệu tiền vũ khí nữa, tại vì mỗi một lần mà tiếng gấu nga nó không dọa là coi như là Ukraine sẽ được thêm đồ chơi đó mọi người thấy cái kiểu mấy gấu nga không wow thôi video cũng khá dài thôi bây giờ mình xin tạm biệt mọi người nha mình hẹn gặp mọi người ở video sau hay hơn liên quan tới cái câu chuyện mà mua nhà có nên mua nhà hay không không thì theo mình là mọi người phải nên mua nhà ok rồi video đi dài, xin chào tạm biệt, bye bye